cũng tủi khăn lắm anh. Mình nói tại sao người ta cũng như mình mà người ta sanh đẻ có tiền, còn mình sinh đẻ mình ẵm con mình đi sinh. Em buồn lắm anh, tại vì còn cảnh khổ phải chịu thôi. Kính thưa quý vị, thì hiện tại đang đi trên đường, đang đi trên con lộ đó quý vị. Thì tình cờ gặp một chị nè, cũng dẫn hai đứa bé đi xuống một cái mương gì nữa quý vị. Thì không biết ở đây là bắt ốc hay là sửa cái ống nước đây quý vị. Thì nói chung có những cái hoàn cảnh, nói chung là sống ở trong những cái nơi hẻo lánh thì rất là đáng thương quý vị. Thì nói chung để hôm nay đi xuống đây có giúp được gì không ha. Ủa chị đang làm gì đó chị? Đang mò ốc anh. Mò ốc hả? Ủa hai con đang làm gì đó? Con mẹ mò ha. Một hả con ăn. Ôi một hến cho hai con ăn hả? Dạ. Trời ơi. Dạ con có đứng không? Hả? Hàng ngày mình phải mò ốc gì hay sao chị? Hàng ngày phải mò đi cho bé nó ăn anh. Không có đồ ăn hả? Còn chồng mình đâu? Chồng em đi làm. Đi làm ha. Mấy chị mấy đứa con lên chị? Dạ bốn đứa. Trời ơi, bốn đứa con. Dạ. Bốn đứa con mà phải mò ốc cho nó ăn gì đó hả? Dạ. Cũng khổ anh, cũng khổ. Bây giờ để em xin phép ghi hình chị rồi lên đây chị em mình nói chuyện chút được không chị? Dạ được. Rồi lên hả chị ha. Dạ. Sao mà mình đi xuống sông mình mò ốc gì vậy chị? Mình bỏ bốn đứa con mình trên bờ như gì chị? Khổ quá anh ơi, giờ ảnh làm bữa đói bữa no vậy đó, phải mò mới có ăn cho mấy con đó, mới có ăn. Rồi hiện tại giờ mình sống ở đây là đất nhà của mình hay là sao chị? Đất của chủ người ta, em không có đất đai gì hết trơn anh, ở nhờ ở đậu người ta. Chủ là như thế nào chị? Nói chung là chủ hầm cá của chồng em cho ở. Hầm cá đó. Dạ. Mình giữ mướn ta đó. Dạ giữ mướn anh. Ảnh giữ tháng nói chung là ngày 200. Rồi tại sao chồng mình không đi mò ốc với mình mà bắt mình đi mò? Anh mất làm anh, mất làm cho chủ người ta. Chị năm nay nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 31 tuổi. 31 tuổi. Dạ. Chồng mình bao nhiêu chị? Dạ chồng em năm nay 41 tuổi. 41 tuổi. Dạ. Bây giờ em quên đó, thì tình cờ đi ngang vậy trên đoạn đường này thì em chạy đường bên kia. Dạ. Thấy bốn mẹ con cũng như là ba năm mẹ con luôn chứ. Một người mẹ mà thêm bốn đứa nhỏ nó ngồi trên cầu gì đó. Dạ. Thì em thấy nói chung không biết cái mấy đứa nhỏ này nó ngồi nó coi hay là sao hay là làm gì thì em cũng hiếu kỳ đi qua đây thì xem cái xem cô chị đang làm gì thì mới phát hiện thì chị đang mò ốc mò hến dưới sông. Thì hỏi ra mới biết là mình mò mình để mình về mình cũng như là mình ăn mình đem về mình cho mấy đứa nhỏ nó ăn gì. Dạ, đó thường xuyên nói không chung chị? Về cũng thường xuyên anh. Nói chung mà thường xuyên đâu có gì tiền đâu mua đồ ăn, phải mò cái nó làm cơm cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Quê quán mình đâu chị? Dạ quê em ở An Giang. Rồi chồng mình? Chồng em ở Sóc Trăng. Từ Sóc Trăng lên tới đây luôn ha. Dạ. Mà cái duyên gì mà hai chồng mình đến nhau mà hai người xa xôi vậy rồi mà về đây ở chị? Nói chung hai vợ chồng làm nhau gặp nhau, nói chung là gặp nhau hai bên gia đình ba mẹ cũng không chịu đó. Ảnh thương hai chồng thương, nói chung là em với ảnh không có cưới hỏi gì hết luôn. Thật sự là gia đình hai bên không ai chịu hết, ở con bé lớn này nè. Vậy là lúc hai người đến nhau được mới được có bé lớn thôi. Dạ đến con bé lớn. Hiện tại giờ bốn đứa con nè, đứa bao nhiêu tuổi nè, điểm danh cho chúng cứ nghe ra. Con mấy tuổi nữa chúng nghe coi. Con mấy tuổi con? Năm tuổi nữa con, năm tuổi. Năm tuổi là lớn nhất hả chị? Dạ lớn nhất anh. Đây con năm tuổi con đứng gì coi con? Đứng lên cho chú coi con. Năm tuổi, còn tới tiếp tục tới mấy tuổi chị? Bốn tuổi, bé bốn tuổi. Đâu bé bốn tuổi đâu? Heo đâu con, đứng lên heo. Chú hỏi kìa con. Điểm danh coi, bốn tuổi. Tên Ngọc Hiếu anh. Ngọc Hiếu. Bốn tuổi rồi, bên đó ba tuổi chị? Ba tuổi anh. Ôi ba cô công chúa luôn. Đây là rồi đây 2 tuổi. Đây 21 tháng, gần 2 tuổi. Gần 2 tuổi. Rồi con ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đại gia đình ô, đại gia đình. có kè, có đóng kè. Mình lúc mà có tính kế hoạch không mà sinh nhiều dữ hả chị? Nói chung là em cũng tính ngừa đó anh, mà tại vì đẻ bé ra là không có kinh nguyệt á, có bầu ngoại muốn thì cũng không muốn. Nói chung là bé này có bầu ngoại muốn. Nói chung cũng khổ lắm anh. Nói chung là vậy, là hồi đó em đẻ bé này ở trên Bình Dương, nói chung mà cùng đường, vợ chồng cùng đường, là em có ẵm bé đi sinh. Vậy luôn đi ha. Thật sự luôn là em có ẵm bé đi sinh trong bệnh viện. Em sinh bệnh viện 512 giường. Nói chung là sanh không có tiền viện phí, em đẻ gớt ở nhà luôn. Là gớt ở nhà chỉ ẵm bé vô bệnh viện cắt đúng thôi, mà em tốn mấy triệu bạc. Lúc đó em cũng không có tiền, vợ chồng rất là khổ. Người ta gom góp người ta sẽ cho, đóng cho bé được 1,5 triệu, là trong bé nằm trong phòng trẻ sơ sinh là
bắt buộc mẹ phải ký cam kết ẵm bé xuống, mà em không có tiền, lúc đó không có tiền thật sự. Rồi em mới, người ta năn nỉ ra đó, vòng vòng ta mới năn nỉ, người ta kêu ký cam kết đi, rồi ẵm bé xuống, có gì em chịu, ví dụ em không phải là mẹ bé hay là gì đó, mà giấy tờ cũng mắc nữa, lúc đó không có giấy tờ, thật sự em không có giấy tờ, sanh bé là em không có giấy chứng minh luôn, thật sự. Trời ơi. Sanh là không có một miếng giấy chứng minh lộn lưng luôn, thật sự, bảo hiểm em cũng không có cái gì, cũng không có ông xã, cũng không có cái gì luôn. Dạ. Yeah. Là lúc đó là em đẻ gớt, lúc đó là 5 giờ sáng ở nhà trọ. Là ẩm chồng em mới ẩm bé cái lá ẩm như em bé nhỏ một cái lá gúng nó nằm đây nè, cái lá nhau nằm đây, ẩm như bệnh viện cắt gúng thật sự. Là vô bệnh viện kia đóng tiền, em không có tiền, bắt buộc là chồng em phải chạy hỏi mượn người ta. À, người ta cũng không cho mượn, về cái ông chủ nhà trọ mới xin vòng vòng ở đó được 1,5 triệu cho em đóng viện. Xong rồi lúc ra viện em không có tiền, thật sự không có tiền, em ẩm bé đi xin lúc đó là 800 mấy chục ngàn, xin bé 800 mấy chục ngàn, hai vợ chồng từ bệnh viện lội bộ về tới nhà. Thật sự là không có tiền, về dưới là cũng khổ, ở nhà trọ vậy đó. Ảnh đi làm bữa đói bữa no cũng ngại 200, làm hồ mà anh biết rồi đó, bữa đói bữa no là cũng ẵm bé này đi xin nè. Giờ bé không có giấy tờ, nói chung thật sự giờ bé chưa có giấy khai sinh nữa. Ủa giờ còn giấy mụ đâu chị? Giấy mụ em cũng mất luôn rồi, nói chung là em mất hết trơn toàn bộ vậy đó. Yeah. Bây giờ làm bác sĩ em bữa hổm em có lên chảnh lục tiếp lục, mà bây giờ người ta phải kêu em phải có hộ khẩu hồi đó thường trú vậy đó anh. Hộ yeah. khẩu hồi đó em ở đó năm 2018 đó, phải có đó. Bữa hổm em lên một lần 512 giường mà lục chưa được. Mình mắc là mình làm rớt mắt thôi chị, làm rớt mắt giấy tờ hết luôn. Em sanh bé ra giống như là người ta có đưa giấy chứng sanh cho chồng em mà chồng em làm rớt mắt luôn. Dạ. Vậy đó, bây giờ phải lục lại, phải sửa lại toàn bộ hết nữa. Dạ. Thôi bây giờ mình để em hỏi xíu gì này, hiện tại em sống với chồng mình. Dạ. Rồi có sống với ai nữa không? Giống với ông già chồng nữa anh, hiện giờ ông già chồng. Vậy là mình cứ ông già chồng gì nuôi luôn ha. Nói chung mà em nuôi nhà chồng hôm nay lâu lắm rồi, hôm nay cũng 3 năm rồi anh. Rồi mình có anh em như bên chồng có anh em không chị? Nói chung anh em cũng có mà không ai nuôi ông nhà chồng hết, cho nó bỏ không đi lang thang. Trời ơi, thế này em hiện tại giờ mình đang khổ, giờ mình cũng mang thêm nhà chồng nữa. Nói chung em cũng khổ lắm, mà giờ biết sao, giờ bỏ ổng thì ổng chết, mà bỏ ổng thì ổng chết nữa, mà giờ về dưới không ai nuôi ổng thì là phải nuôi ổng thôi. Trời ơi. Ôi, con. Con chọi con gà gì đó hả? Chọi con gà chân chúng chú nha, chúng cái ưu đầu chú đó. Chúng chú nha con. Vậy là ba chồng của mình là bên chồng như không ngó luôn. Nói chung mà em đẻ con bé này là bà nội người ta không nhìn luôn, không ngó ngàng tới vậy đó. Ta nói chung là người ta sợ không biết sao, người ta không chấp nhận em. Nói chung là vậy, người ta không chấp nhận em. Rồi ông già chồng? Ông già chồng thì nói chung cũng thương cháu nội, thương cháu. Rồi, bởi vì ông già chồng thương mình ngứa ông già chồng vậy. Dạ, ông già nói nuôi. Chung là em nuôi ổng từ hồi em không phải, em khổ từ ở dưới nhà lên lận anh. Từ ở dưới Sóc Trăng em nuôi ổng lên tới Bình Dương luôn, lúc em đẻ con bé này nè cũng vậy luôn. Ổng đi tiền đi sinh là cũng có ổng, cũng góp cho nó, ổng nuôi nó công nghiệp ổng. Giờ ổng cũng bệnh ghê ghê hoài vậy đó. Đúng là chủ hầm cá đó chị? Dạ, chủ hầm anh. Mình quay về chủ hầm cá có nói không? Dạ không. Tại vì mình khổ gì mình quay người ta không nói ha. Dạ. Tại vì em sợ mình đến khu vực hầm cá mình quay chủ người ta nói á. Nè con, bây giờ con im cho chú nói chuyện nè. Chị cho nó lên giọng chứ ngủ đi được không chị? Được. Thả nó nằm mình được không chị? Được anh. Con dậy cho mẹ nghe. Xuống đó ngồi, mẹ để em lên đây cho em chơi nha. À, cho em nằm trên đó đi. Con đây con ngồi đi. Con đó ngồi với em nè con. Nhá. Rồi, con nằm đó im đi chú nói chuyện nè. Giờ con mà con quậy quá rồi mẹ mắt tập trung nè. Mà chị cho có thể chia sẻ cho em được biết thêm chút xíu không chị? À, cái lý do sao mà bà và chồng mình không thích mình không chị? Em cũng biết nữa anh, nói chung là em cũng biết sao mà vợ chồng em không thích em. Nói chung là em cũng đối xử cũng rất là tốt hay là sao em cũng biết. Nói chung là bả không thương em, nói chung là vậy. Yeah. Nói chung là hoàn cảnh vậy đó, bốn đứa con giờ cũng khổ, rất là khổ. Nói chung là vậy đó, mà nuôi thêm ông nhà chồng mình giờ mình bỏ ông cũng không đành. Yeah. Giờ chồng làm ngày có 200 mà nhiều khi nhỏ kia nó uống sữa, nhỏ em nó uống sữa, rồi tiền tả tiền này rồi cơm thóc gạo thóc nữa là hết, không có dư. Rồi lúc nào mấy đứa nhỏ này nó bệnh, nhiều khi chồng em ảnh cũng bệnh nữa, ảnh. Dạ. Bệnh hoài à. Mà ngặt từ đây tới Sóc Trăng nó xa quá. Xa quá. Thì theo như nói chung theo như cái lời của chị thì em chỉ nghe được một phía. Có gì lát em hỏi ba chồng của chị ha. Dạ. Có thật sự là bà già chồng của chị không thích chị hay là không? Nhưng mà hiện tại bây giờ chồng còn không chị? Nói chung bà còn mà bà giờ bà cũng không có ở dưới nhà nữa. Nói chung là vậy, bà còn mà bà không có ở. Nói chung là bà với ổng mà nay nó sống gì đó. À, vậy là có nghĩa là bà bỏ ổng luôn. Bà bỏ ổng mà nay nó sống gì đó. Rồi vợ chồng em thì thấy bỏ cũng tội, giờ phải nuôi ổng.
giờ em hỏi anh bỏ ổng gì, ổng đâu có sống với ai được. Giờ con thì cũng đứa nào cũng khổ, mấy đứa em cũng khổ, chồng em là thứ ba, tới bà chị gái thứ hai còn khổ nữa. Yeah. Đi lang thang vậy đó, không có nhà ở, đi lang thang. Rồi em nói anh giờ có nhà cũng ở không được, nói chung mà vậy về với vợ chồng em về ở cũng không được. Nói chung mà về ở mà cũng không được với bà nhà chồng, nói chung là điện nước cái gì cũng vợ chồng em đâu có lo nổi đâu. Yeah. Đâu có lo nổi, xài có ai cũng xài chung hết, mắt em đóng mình lên không mà đâu có lo nổi. Anh làm ngày có 200, ví dụ anh làm ngày 200 mới khi mùa lúa anh đi dắt lúa mới có tiền cho mấy nhỏ ăn vậy đó. Rồi ở dưới rồi cái gì cũng tốn tiền hết vậy đó. Rồi ở dưới rồi nhà, ở nhà mà phải có tiền, có bạc, rồi bà vợ chồng bả sinh mình hoài mình đâu có tiền đâu. Khi yeah. bác khi mình mua này nọ mình đâu có tiền đâu. Rồi cũng nên ra mẹ con cũng có này nọ vậy đó. Rồi bực bội bả cũng nhiều khi, rồi đứa này đứa kia em út về đâu cho vợ chồng em ở, rồi đủ với vợ chồng em ở vậy đó. Mà cũng đâu có đất đai gì đâu, cũng khổ vậy đó. Rồi, khi... bởi vì không cho mình ở, mình mới lưu lạc, mình sống chung em sống tạm bợ chỗ người ta ha. Nói chung là hai chồng đi Bình Dương làm xong rồi đi đi hái cà phê, vụ cà phê đi Đà Lạt hái cà phê, ai kêu làm gì là hai chồng làm. Tới vụ hái điều là hai chồng đi đó, đi nhắc mấy nhỏ đi lông bông đi đó. Yeah. Còn bé này nó sẵn cái tuổi học mà học mẫu giáo, em đâu có tiền đâu cho học, giấy tờ cũng có đầy đủ mà không có tiền cho học. Tới từng lễ đóng 190 ngàn em đâu có tiền đâu lo nổi. Vậy em mới tới nghỉ hè này vô lớp 1 nè, mà em không biết sao cho vô được không, em cũng không biết. Chưa có đứa nào biết chữ hết. Chưa có đứa nào biết chữ hết. Còn bé này giấy tờ mất hết trơn rồi, giờ phải đi làm lại. Em cũng khổ, em tính đi làm đó mà chưa có tiền, có bạc gì đi hết. Mình có giấy chứng minh đầy đủ không chị? Dạ em có đầy đủ rồi. Nếu mà có giấy chứng minh đầy đủ là công ty được, nhưng mà hiện tại giờ 4 đứa về mà sao mình có thời gian mà đi làm được. Vậy trong hầm trong hố mình muốn, em cũng ham đi làm lắm. Phụ tiếp với ảnh, mấy ảnh mới có mấy đứa này mới có khả năng đi học nổi để nó dốt tội nghiệp nó. Ơi trời. Thì nãy có nghe chị nói là cái lúc mà mình cùng đường quá, mình ôm con, mình bóp bụng, mình ôm con đi sinh như vậy. Tại sao mình không kiếm mớ vốn mình... thì quên ha. Tại vì lúc đó mình không có tiền, làm gì mình có vốn mấy số. Nhưng mà mình đi sinh như vậy, mình ngồi ở ngoài đường như vậy, mình cảm thấy mình cái lòng tự trọng mình nó lúc đó nó không còn hả chị? Nói chung lúc đó không nghĩ tới đó nữa anh. Tại vì con mình nghĩ là bây giờ lo cho con mình đi, giờ mình không có tiền, không lẽ giờ mình làm sao. Nhiều khi người ta cũng kêu em á, cho bé đi, mà em suy nghĩ giờ khổ con mình bắt bụng phải nuôi, dù cỡ nào mình cũng phải nuôi, giờ mình không có tiền, vợ chồng cũng phải bắt bụng, ai nói gì nói, bạn bè cười chê gì, bây giờ mình lo cho con mình là hơn rồi anh. Bởi vậy em buồn, em khóc hoài, em nói nghẹt bé này đẻ mà không có tiền, có bạc đi sinh hoài, ẵm con đi sinh đầu này đầu kia, ngồi khóc. Nhiều khi người ta cho mình thấy cũng tủi khăn lắm anh. Mình nói tại sao người ta cũng như mình mà người ta sinh đẻ có tiền, còn mình sinh đẻ mình ẵm con mình đi sinh. Em buồn lắm anh, tại vì còn cảnh khổ phải chịu thôi. Nhờ lúc đó mình còn chồng mà bên cạnh hả chị ha? Nói chung là còn chồng em bên cạnh lo cho em. Nói chung ảnh lúc đó là cũng đang thất nghiệp, không có việc làm. Nói chung cũng vậy, khổ mới đi hai chồng bắt bụng ẵm con đi sinh. Sinh bệnh viện 512 giường, người này người kia cho. Người cho chút, người cho 50, 100, 20 gì đó. Cho được 800 mấy đống viện. Mới ẵm bé về không có tiền là người ta đâu cho lấy giấy tờ bé ra. Thì đâu có ngờ đâu, em cứ tưởng đó là mình khổ cái lúc sơ sài, lúc khổ giờ này mình chỉ ở tạm ở đây, mình bắt ốc, hái rau, mình ăn uống, sinh sống qua ngày, mình nuôi con mình thôi. Dạ. Đâu có ngờ đâu mà kể đến cái hoàn cảnh của chị, cái nếu bà và chồng mà không thích, rồi thêm cái chuyện mà mình vào cái đường cùng mình phải mà ẵm con mà đi sinh như vậy. Lúc đó mình được mấy đứa mà mình ẵm con nhỏ này đi sinh chị? Mới con bé lớn hả? Bé lớn với bé này là hai bé à? Dạ, mới có hai bé, bé này đẻ nó, bé lớn đẻ ha, bé đẻ bé này đó, bé lớn mới có 18 tháng à. Rồi lúc đó em cũng khổ, vợ chồng khổ, ảnh đang thất nghiệp, em cũng công ty nó cũng, nói chung em dành tới ngày sanh rồi đó, rồi tiền bạc cũng hơi thiếu hụt vậy đó. Rồi nói chung mà nó sanh là vợ chồng không có cái gì hết, đi bộ không, nhờ người ta chở đi không á. Dạ, rồi gì mình lúc mình cùng đường, mình ôm con ra đường, mình ngồi góc này góc kia mình xin gì, rồi mẹ ruột, cha mẹ ruột mình có biết cái điều đó không chị? Nói chung cha mẹ em cũng không biết. Tới giờ là vẫn chưa biết luôn. Nói chung em cũng chưa nói cha mẹ nghe. Nói chung là em cũng khổ, em cũng chưa nói hai bên. Nói chung là lúc đó ba nó có điện cho bà nội nó xin tiền. Dạ. Mà bà nội đó nó không có tiền. Rồi bà nội đó nó không có tiền, vậy vợ chồng em phải bắt buộc phải kiếm cho con em. Rồi ba nó nói má có tiền không, má cho con 1 triệu đi,
còn để đóng cho bên Pha Nhi cho em bé, lấy em bé xuống với vợ con. Trong khi đó bà nội nó giờ ở nhà không có đồng bạc nữa đâu mà có cho mày. Rồi nói chung mà ảnh mới về, ảnh nói với chủ nhà trọ. Ông chủ nhà trọ ông nói để tao đi hỏi người ta coi giọng này coi có ai để tao xin giùm cho. Ông chủ nhà trọ ông góp được cho em được 1,5 triệu. Là lúc đó là lên lấy đóng bé này làm thủ tục, là lúc đó em không có giấy tờ gì hết trơn, phải ký cam kết là phải chụp hình em ở đó, là ví dụ là em phải là mẹ của bé hôn vậy đó, mà ví dụ em phải là mẹ của bé là người ta không cho mảnh bé xuống. Yeah. Rồi phải ký cam kết, em phải làm cam kết. Rồi xong rồi ra viện là đóng tiền viện, là phải anh có giấy ra viện mới có giấy khai sinh của bé. Kết cuộc em không có đủ tiền, em mới ẵm bé bắt đường cùng, em mới ẵm bé đi sinh. Hai vợ chồng ẵm bé ra sinh người ta, người này cho người trùng phòng cho 50, 100 vậy đó, gom được 800 mấy đóng tiền viện cho bé về. Thì cái lúc mà cái lúc giờ đường cùng gì thì có bà con ngõ sinh bé, nhưng mà cái ý của chị không chịu. Không chịu, cho dù cỡ nào mình ẵm con mình đi sinh, mình đi sinh ngồi đầu đường xó chợ, cho dù bà con cười chê cỡ nào mình cũng vẫn giữ lại cái máu mủ của mình. Dạ. Nói chung là cũng có cái chị kế bên giường mà cái họ cho nó đi, hai chồng khổ cũng cho nó đi phải nuôi chung. Em nói không, con em dù có chết có đói gì là cũng là con em, dù em không có tiền cũng là con em ẵm bé đi sinh. Bà nói vậy cũng được, bà kêu sinh. Em nói không, em mới có 2 đứa à, em không có cho. Em khổ mà từ từ, bây giờ em khổ không lẽ em khổ hoài suốt đời. Yeah. Chị cũng từ từ, bà cũng nói thôi cho đi chị nuôi cho, chị cho tiền mới vốn hai chồng làm ăn. Em không chịu, hai chồng em không có chịu, nói chung là không có chịu. Bây giờ hiện tại giờ bé đâu có biết mình không có giấy khai sinh hả chị? Tại vì nó còn nhỏ nó đâu có biết. Nó theo nó nói em mẹ cho con đi học hoài à. Em nói con không có giấy tờ, nó nói mẹ đi làm giấy cho con đi. Em mới nói con mẹ chưa có tiền đi lên chợ ảnh xa lắm, từ đây tới Bình Dương kinh chảnh nữa con, mẹ chưa có tiền đi. Để ba làm gắng làm có tiền rồi mẹ dành dụm mẹ ra đi lên chợ ảnh làm lục cho con, cũng ở chợ ảnh mấy ngày nữa mới về được. Rồi nó cũng kêu em cho nó đi học, nó ham học lắm. Mấy đứa này nó ham học lắm mà em nói giờ mẹ với ba khổ nhưng mà con đòi đi học, tiền đâu mẹ cho đi học, em còn không có sữa uống nữa đâu mà tới con. Rồi cũng khổ vậy đó, rồi ở nhà vậy đó. Khi em đi bắt ốc thì ngồi dưới cầu nó nhìn em, ngó em, tiếp em vậy đó. Ốc lên ăn có gì ăn nấy vậy đó. Nhiều khi không có ốc gì, ăn mít tương với đường vậy đó, mấy chị em ăn vậy đó. Vợ chồng mình đi làm lương ngày nhiêu chị? Ngày 200 anh. Ngày 200 ngàn. Dạ. Nhưng mà ngày 200 ngàn chắc xài không đủ đó. Nào đây là 4 đứa nè, còn thêm ông và chồng của mình nữa. Dạ. Còn gạo hàng ngày mình bà hàng con... Hàng ngày phải mua anh. Mua ha. Dạ, có khi nào mà bà con đem đến tận nơi cho mình không chị? Lâu lâu có người mà ví dụ lâu gầm lớn á, người ta đem vô nó cho được 5 kg, 10 kg gì đó cho mấy đứa nhỏ ăn gì đó. Lâu lâu có người cho. Đem vô tới chỗ cho vợ chồng em 5 kg, 10 kg vậy đó. Còn ngoài ra không có gầm lớn là vợ chồng em mua từ ký ăn, ví dụ hết ký này mua ký kia vậy nó ăn. Mà nãy em có nghe chị nói là ông vợ chồng của mình đó thì cứ như là không có được con cái dưới quan tâm á, có khi mà ổng đi lang thang làm sao nữa chị? Nói chung là ổng đi lang thang ở dưới quê vậy đó. Rồi bạn bè của ảnh á mới nói bà ơi mày rước ba mày lên nuôi đi, ổng ở dưới đây ổng khổ quá, ổng đi lang thang, ổng ngủ chuồng bò chuồng trâu vậy đó, đâu có ai coi ổng đâu. Rồi bả gì bả bỏ phế, bả đâu có lo tới đâu, ổng làm gì ổng làm. Nhiều khi em nói anh nó nhậu, hồi đó có vợ chồng em dưới nha, nhậu ngủ ngoài chuồng bò người ta vậy đó, cái đầu em hai con im nè, đi buồn đó anh, buồn chuyện gia đình vậy đó. Rồi nhậu xỉn, nhiều khi ban đêm về leo gạo vô té lên té xuống cũng vợ chồng em cứu ổng. Nói chung là ổng không nhờ vợ chồng em mà là ổng chết lâu lắm rồi anh. Bây giờ kệ đi chị ơi, thì nói chung mình làm tròn bổn phận dâu con của mình đi. Cho dù mình khổ cái nào mình cũng vẫn cung mang đó đi chị, thấy tội nghiệp cũng cung mang đó. Giống như hồi đó ở dưới nhà dưới đó, bà cũng đuổi vợ chồng em ra ngoài đường ở. Rồi vợ chồng em cũng đi ở nhà người ta cho ở chuồng heo. Cũng ở rồi ổng bà mới đi đâu đó, thời gian em về em ở em nuôi ổng. Khi đó vợ chồng em về nuôi ổng, cái đầu bà về bà quậy đó, bà không cho em ở. Rồi em cũng đi mướn nhà trọ riết cái đầu. Em thấy em buồn, em nói ở mà má làm vậy thôi. Vợ chồng mình đi kiếm cuộc sống mưu sinh, nuôi mấy đứa nhỏ ở đó cũng được. Rồi ở rồi đi lên Bình Dương xong rồi cũng khổ, trôi lạc đi Đồng Sọ đi hái cà phê xong rồi bà ngoại mấy đứa này mới thấy em vậy đó, kêu về vì chơi dịp Tết vậy đó. Nhóm chung em về chơi dịp Tết vậy đó, em cũng có chồng nay 4-5 năm mà không có về nhà, nói chung vậy đó. Rồi mẹ mới kêu về chơi, ba mới kêu về chơi mới gặp con gái lớn nè. Con tên gì chú quên này?
Tên Mỹ Hương. Mỹ Hương nè, thì hàng ngày ba mẹ con cho con ăn cơm với gì? Cơm với ốc. Ăn với ốc luôn đó ha. Thì con ăn cơm với ốc thì con có thèm thịt cá không? Dạ có. Có. Mà lại không có tiền mua cho con. Trời ơi, có mà không có tiền mua cho con ha. Nè con gái kia, con gái cái bên tên gì nè? Con tên Ngọc Hiếu. Ngọc Hiếu, mất gọi Ngọc Hiếu chứ đừng gọi bé heo y gan nãy ha. Sao mẹ con gọi con bé heo không vậy? Nó đẻ nó uống nu à. Thì đẻ rớt nó ra. Nó này cũng muốn nu thấy cưng quá trời luôn nè. Hồi đó đẻ nó 7-8 lóng rồi nè, ai cũng cưng hết, nó đẻ rớt mà khổ mà bà có phước, bà uống nu rồi bà không có uống sữa tư không mà. Mà bà uống tùm nu lúc đó 2 tháng. Chú hỏi nè. Nè con ăn cơm với gì? Ăn cơm với ốc. Trời ơi ăn cơm với ốc luôn đó hả? Rồi con ăn cơm với ốc gì, con có thèm thịt gà không? Có. Mẹ không có tiền. Ôi mẹ không có tiền mua luôn đó ha. Trời ơi. Ôi tội nghiệp chưa. Con có thương mẹ con nhiều không? Không. Con thương mẹ là thương sao? Thương mẹ con hàng ngày phải không có đồ ăn, con đi xuống bắt ốc cho con ăn, vậy là con thương hả? Thương sao? Ba con hàng ngày ba con vớt ốc cho con ăn không? Trời ơi trời. Bà chung với chồng ba mò ốc cho con ăn chú. Ba mò ốc, ba mò sao đâu, đứng gì đứng gì diễn tả cho chú coi. Ba mò ốc mà mò sao đâu? Mò sao? Ba mò với chồng á. Mò với chồng đó ha, nhưng mà ba mò sao đâu? Mò sao hôm xuống mò sao, ba mò sao không xuống mò vậy đó. Ba mò vậy nè, ba lại đó. Mấy đứa nhỏ này cưng ghê luôn, nói chuyện kìa lạnh sợ luôn. Con tên gì? Con kia tên bé kia tên gì? Bé này tên Ngọc Hăng. Ngọc Hăng ít nói chuyện, bé này không nói chuyện. Con nhỏ ngộ quá trời luôn chị, bé này xinh gái ghê luôn. Bé này ít nói chuyện, bà nói chuyện ít. Còn nói... cái anh quậy kia thì đưa vô ngủ rồi. Anh quậy kia quậy lắm. Nè và bé lớn nè, con muốn đi học không? Muốn. Mà con... mẹ không có tiền lẻ đóng tiền học cho con. Trời ơi. Mới lớn biết nói chuyện ghê luôn quý vị. Nè con bé gì bé? Bé Hiếu. Bé Hiếu nè, con có muốn đi học không? Mẹ không có giấy. Con không có giấy, mẹ không có tiền. Trời ơi, không biết biết không có giấy luôn kìa. Không có giấy là không có gì, không có giấy gì con có biết không? Giấy cây xanh. Cây xanh của con. Cây xanh của con. Mẹ không có tiền, mẹ chưa đi cha, nó có đó trên đó cha. Là nó nói sao chị? Là nó nói em đi chưa có tiền đi lấy xa lắm. Là em sanh nó viện 512 giường đó. Bây giờ chưa có tiền đi lấy cho nó. Trời ơi, bữa nay không ngờ mà đứa này nó lanh dữ chị, hỏi cái câu mà nó trả lời quá trời luôn, thiệt lanh thiệt luôn. Vậy là á lậu đó hả? Nó dạ. Chị kêu mang mắt nghe. Nói chứ đừng bắt con. Thấy cảnh khổ gì, quen nghèo khổ, trời sinh trời dưỡng. Nói chuyện lễ phép ghê luôn quý vị. Thì có khi nào mà mình không có ở đây cái mấy bé tự xuống cầu không chị? Không anh. Bé nói chung mấy bé cũng biết, nói chung hầm hố mấy bé biết, mấy bé không có ra ngoài sông rồi hố. Thì có em mà mấy bé ngồi vậy đó, rồi không có em mà mấy bé vô nhà mấy chị em ở trong nhà vậy đó. Tại vì em thấy cái sông này quá trời nó nguy hiểm luôn. Dạ, với em ở đây anh cũng thấy hầm cá quá trời đó. Nói chung mà cũng mấy bé cũng biết sợ nước. Gặp như con người ta là xuống dưới quậy phá này mấy bé không có. Chưa mấy chị em chơi hủng hỉ đây nè, em với ba nó làm gì là hủng hỉ đây nè, chơi ở đây nè. Con với bông ngủ hay gì ạ? Ngủ gì con? Chú hỏi mấy đứa nè, con có biết mặt bà nội không? Không. Không biết mặt ha. Bà nội có thương mấy con không? Không. Thương ha. Sao con biết thương? Bà ngại con. Trước ngày bà ngại nó còn gửi cho mẹ con không đơn thuốc luôn. Bà ngoại cái đó, bà ngoại con. Trả lời sai rồi, bà nội cái đó, bà ngoại cho mình. Còn bà nội đâu có cho mẹ con mình gì đâu. Bà ngoại bà đem cơm xuống tới đây bà cho luôn ha. Nói chung là em nói chung là Tết nhất không có tiền mua thịt, mẹ bà kho xuống cho mấy đứa nhỏ nó ăn vậy đó. Rồi với lâu lâu bà về bà cũng cho thịt thà cho nó ăn lâu lâu vậy đó. Còn bà nội gì không có, nó nói ngàn tới, bà ngại gì không có hỏi thăm tới tiếng nào luôn vậy đó. Vì là bà ngoại bà đem thịt xuống nè, rồi con mấy con có thương ngoại không? Thương ngoại lắm á, tại vì ngoại cho mình ăn thịt thế á. Dạ. Nếu mà mình không có ngoại ngoại cho mình ăn thịt là mình ăn ốc hoài luôn nè. Nó dạ. Ốc dạ hoài luôn. Ốc làm gì ăn? Kho sợ ớt. Hai có ớt ăn. Ớt ăn ha. Ngon không? Con ăn ốc ngon không? Ngon. Ồ, ăn ốc vô ngon ha. Chắc ăn cái nó cũng quen vậy ha. Ăn nhất cũng quen, nhiều khi nó hay ăn thịt đó. Thấy bà chủ hầm bà vô chơi, bà mua thịt cho con bà ăn á. Nhìn hoài, đứng nhìn hoài. Em nói con đi chỗ khác đi.
Nó cái nào vậy đó, khi bà vô bà ăn cơm trong đây nè, vợ chồng vô đây ăn cơm vậy đó, bà đem thịt vô, mấy đứa này dính nhìn vậy đó, em la anh ấy, chỗ khác đây con, chỗ người ta ăn mà nhìn gì con, dạ, nó thèm vậy đó, em thấy tội nghiệp lắm. Mình thấy cũng tội mà mình đâu có tiền đâu mua, làm không đủ mua sữa cho thằng kia với mua đồ ăn nữa đâu mà có tiền đâu mua cho nó. Con có biết ba con đang đi làm gì không? Dắt thức ăn cho ba con. Đi dắt thức ăn cho ông chủ hầm cá ha. Dạ. Ông dắt thức ăn ra ngoài rồi làm gì nữa con có biết không? Cho cá ăn. Cho cá ăn. Không, để cho bé từ nó đi chị. Tại vì em đang thử bé. Cho cá ăn rồi ba con dắt thức ăn ngoài làm sao mà con cá mới ăn được. Ba có. Ai cầm cái coi này ba hỏi có cốc cá mới ăn. Trời ơi, khổ có con cá mới ăn luôn ha. Rồi con cá đó nó cũng khôn quá trời luôn ha. Cá lóc cơ. Cá lóc hả? À, như là nuôi cá lóc hả chị? Có nuôi cá lóc mà mình không có được ăn. Nói chung là ăn phải hỏi qua chủ vậy đó. Nhiều khi mấy đứa này muốn thèm nó ăn vậy đó, phải xin ổng một con ổng cho mày làm để nó ăn vậy đó. Đúng rồi, thì nói chung mình nói chung mình ăn cái gì mình cũng hỏi qua chủ người ta, chủ người ta đồng ý mình mới ăn, mới dám ăn. Dạ đúng rồi chị, mình nói là đắt của người ta, mình giữ giùm ấy cho người ta. Nói chung ảnh cũng thương lắm, vợ chồng em nói chung em ở đây ảnh cũng thương lắm. Tính ra tháng được nhiêu chị? Tháng có 6 triệu mà đâu có đủ. Nói chung là làm ngày nào là mượn ngày nấy vậy đó. Ví dụ làm mà lấy tháng mà mượn hết trơn rồi, tới tháng thì khi em còn dư được 100.000 vậy đó, mượn mua gạo, mua thóc ăn, rồi mua sữa cho nhỏ vậy đó, rồi mua thuốc cho ba nó uống. Trời, bé này mà đi học nữa chắc thông minh lắm luôn chị. Ở trời sáng lên. Dạ lắm, bắt truyền hình lên thấy ai nhảy cái gì là hát theo, sáng dạ lắm. Quên nữa, nãy giờ bằng cái đầm đẹp cực kỳ luôn đó. Đã đứng cái đầm đứng gì quay cho chú con cái. Cái đầm cái đó này, cái đầm đây ở đâu con có hả? Cho con. Hiếu. Vậy ta cho con. Ta cho con ha, ta nào cho con, người ta cũng tốt bụng ha. Người ta không biết, người ta cho con gửi vô cho con đồ. Con đâu có biết người ta gửi là gì. Nói chung đồ này mấy đứa mặc ở đàn là đồ người ta cho không anh, con của người ta cho lại không mà. Nhìn em cũng biết mà. Không có mua. Mẹ ngồi chủ nhật. Mẹ ngồi chủ nhật. Lành cưng ghê luôn ạ. Bây giờ con có ước mơ gì không? Chú nói chú nghe, có ước mơ gì không? Ước mơ con là con mang. Ước mơ là công an hả? Dạ. Nhưng mà mình ước mơ là công an, nhưng mà sao mình mới làm công an được? Có tiền. Mẹ lạc con là công an không á. Ở nhà bả mẹ con là công an không á. Trời ơi, chị lạnh ghê, chị nói chuyện mắt chị liếc liếc qua bên luôn kìa. Không làm cô giáo. Không làm cô giáo luôn hả? Chị mới làm cô giáo. Con là công an, con làm công an, con làm như thế nào mới làm, chị là công an. Là công an làm gì nè? Đi bắt người. Bắt người, tại sao mà bắt người ta? Chú hỏi con nè, bây giờ nếu mà con có cái ước mơ thật sự, chú cho con một điều ước là con sẽ ước mơ như thế nào? Ước mơ có tiền đi học. Chỉ ước mơ có tiền đi học thôi hả? Nhưng mà bây giờ hiện tại giờ mình không có giấy nè, sao đi học được? Bây giờ con ước cho ba mẹ con có tiền làm giấy cho con. Ước mơ con, mẹ có làm giấy cho con. Cho làm giấy cho con. Trời ơi, lạnh ghê lắm. Cần. Chị hai con đi học, con ở nhà. Ừ. Có mấy đứa này cũng hủ hỉ cũng đỡ chị ha. Dạ. Nói chung nhiều cái cũng buồn lắm mà giờ có mấy đứa con hủ hỉ cũng vui. Khổ có mấy đứa con là thấy nhìn nó là sống mình lo không được cái gì, mình thấy nó mình cũng tội, nó thấy con tao có ăn có mặc mà con mình cũng không có, mình cũng buồn lắm. Dạ. Khi mà thì những theo những cái tình cảnh mà bà con đòi sinh con mình vậy, mà có khi nào mình thấy mình nghẹn lòng không chị? Tại vì chung, con mình mà họ đòi sinh hoài luôn chị. Nói chung người ta cũng đòi sinh cũng buồn lắm, vợ chồng suy nghĩ hoài à. Có cơm ăn cơm, có cá ăn cá, dù đói khổ cũng là con mình. Dạ. Bởi vì em thấy trên đời cũng ngộ. Cho dù khổ cái nào, vợ chồng đùm bọc lẫn nhau nuôi con nè. Dạ. Còn có những người ngộ lắm chị. Con của mình mà họ dứt bỏ cũng như là cho những người dân nuôi luôn á. Không có quan tâm mà ngó tới con luôn. Thấy mấy đứa bé đó tội nghiệp lắm vậy. Giống như em có thằng bé mà em đang có, em đẻ nó, thằng bé sau đó là lúc đó em có bầu 4 tháng đó, em tính hai chồng tính bỏ đó mà suy nghĩ mà cũng không có bỏ. Tại vì người ta cũng kêu em thôi mày đã 3-4 đứa mày đẻ làm chi nữa, 3 đứa mày bỏ đi. Mà em suy nghĩ thôi máu mủ mình dù sao cũng là con mình tạo ra, mình bỏ nó tội nghiệp nó. Chẳng thà mình đẻ nó có cơm ăn cơm, có gạo ăn gạo. Nhiều khi người ta cũng kêu em mày đi bệnh viện phá bỏ đi, dẫn cho đi đó, mà em cũng không chịu. Em nói thôi, con em dù tại vì mình tạo nó ra rồi mình phải nuôi nó, mình đâu có biết nó trong bụng mình đâu,
giờ lúc đó cũng 3 tháng mấy, người ta cũng xúi em bỏ, em không có bỏ. Yeah. Thật sự là em không có bỏ. Vợ chồng em nói kệ đẻ, có gì ăn nấy thì giờ con mình nuôi, cũng nuôi vòng vòng vậy đó. Nói chung đẻ nó ra cũng nuôi vậy đó. Tại vì nhiều khi mình lên mà thấy con đông quá rồi bà con cũng... nói chung cũng có góp ý, cũng góp ý, cũng thấy cũng tội. Nói mình sao mình khổ quá, mình con lại con đông vậy. Nhưng mà cái này là mình bể kế hoạch đó chị. Bể kế hoạch anh. Nói chung là em mấy đứa này là nhỏ này em có bầu, nhỏ này em có kinh ngoại muốn, không có, không có kinh mà không hành không gì luôn, tới nó bụng nó 6 tháng lên u lên là mới biết có bầu đó. Dạ. Vậy đó. À, Hiếu nè, bây giờ ở trong đây đâu có bánh đâu phải không? Đâu có ai bán bánh đâu phải không? Dạ. Dạ. Không có ai bán bánh hết trơn, rồi mình có tiền lấy làm gì mình đi mua bánh được đúng không? Không có bánh đâu, anh vừa mới có cởi em thôi. Nói chuyện hơi đớt cho hơi chị. Đớt nhỏ. Giống em mà nhỏ hồi đó em cũng ngậm như đó, đó. Hiếu nè, hôm nay đang chú biểu. Rồi con đứng ngay đó đi. À, Hiếu, chú bây giờ chú gửi cho mẹ con 500 ha. À, con thay mặt mẹ con nhận giùm mẹ con được không? À, thì kính thưa quý bác anh chị, thì để... con sẽ gửi cho chị. Chị tên gì em quên này? Em tên Hồng. Chị Hồng, 500 ngàn tiền của cô Mạnh Thường Quân cũng như cô Kiều ở sinh sống và làm việc hải ngoại 500. Để gửi cho bé Hiếu đây. Đây chú gửi cho con, cho mẹ con mua gạo để mua thịt cá làm ăn ha. Cảm ơn bà cô chú con. Nói con cảm ơn ông bà cô chú. Cảm ơn. Con biết nó nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền không? Rồi. Em xin cảm ơn ông bà cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mẹ con em 500 ngàn cho bé mua gạo. Cảm ơn. Thì chị cứ giữ đó, bây giờ mình để trước tiên mình để mua gạo đi, mua dạ. Chút chút thịt cá cho mấy đứa bé nó ăn đi ha. Dạ. Để cho nó ăn ốc, và nhiều khi nó cũng thèm đó chị. Dạ. Rồi chúng mấy em xin phép cứu chị ha. Dạ. Rồi chào tạm biệt chị. Chào. Tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những đoạn tiếp theo. Bye Hiếu ha. Bye, bye con ha. Bye bye.